Mưa lớn kéo dài suốt những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ngập lụt nặng. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương huy động lực lượng gồm cán bộ, chiến sĩ, dân quân có mặt tại hiện trường để di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã trực tiếp cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa Vang kiểm tra tình hình tại Hồ Đồng Nghệ và đập Ba Sa An Trạch thuộc xã Hòa Khương. Đây là những khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở do mưa lũ kéo dài. Nếu bị vỡ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp nước tưới cho phát triển sản xuất nông nghiệp của các xã trọng điểm huyện Hòa Vang, đồng thời gây nguy hiểm cho hàng ngàn hộ dân phía hạ lưu. Ở đây là giữ biết gót rồi ứ đạn đập bao loa để tránh lỡ đập gây ngập lụt. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, lượng mưa lớn gây ngập úng nặng nề tại các vùng trũng thấp, các hồ đập của huyện Hòa Vang và một số địa phương. Vì vậy, lực lượng vũ trang thành phố luôn sẵn sàng cơ động để tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác đã tổ chức di dời và di dời nhân dân và tài sản về nơi đảm bảo an toàn và tổ chức chốt chặn các điểm ngập lụt để đảm bảo cho dân không được đi qua lại trong khu vực vùng nguy hiểm. Các cái lực lượng ở các xã vùng ven sau khi được nhận lệnh thì anh em chấp hành rất là tốt và thực hiện nhiệm vụ với tinh thần rất khẩn trương, đầy trách nhiệm. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ nhằm đề phòng lũ quét và sạt lở, lực lượng vũ trang nhanh chóng khơi thông dòng chảy các đập chứa nước lớn như đập An Trạch, hồ Hòa Trung thuộc huyện Hòa Vang. Nơi đây dòng nước thượng nguồn kéo về nhanh, cuốn theo nhiều rác, khiến con đập bị tắc nghẽn, gây mất an toàn. Cũng ngay trong đêm, bộ đội đã tiến hành di dời hàng trăm hộ dân từ vùng trũng thấp bị ngập lụt ở các xã Hòa Liên, Hòa Tiến, triển khai lực lượng chốt chặn tại các điểm xung yếu ngập sâu để chặn không cho người và phương tiện qua lại. Tình hình mưa lũ vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng đã sẵn sàng mọi phương án, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, đặc biệt là ở các địa bàn trũng thấp, địa bàn có nguy cơ sạt lở.